Đó, về đến nhà và mấy đứa bạn em nó nhắn đó. Bà ở trong bệnh viện thì bà như ráng nhìn trôi đi, bà về nhà nó khác liền, bà ráng đi nhờ mấy cô y tá xem chăm giùm con, ráng ngủ đi. Xong mình nghĩ trời ơi, con mình mới đẻ ra mà mình phải nâng niu nó chứ, mình nhìn nó mình cười mình vui mình đang vui mà mình kêu mình ngủ gì mà ngủ được. Xong cái giờ về nhà mình mới vỡ lẽ ra, nó bước qua một cái giai đoạn khác. Đầu bù tóc rối chăm con trở thành một con người khác liền hả? Trời, em nói cái tháng đầu tiên của là đối với hai vợ chồng em á, nó giống như là một cái khủng hoảng, nó rất là khủng hoảng, tại vì chỉ có hai vợ chồng em là chăm con, không có phụ, không Không ai có hết. ai. Qua ngày hôm sau, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, bác sĩ nói nhá, em bé bị bệnh vàng da rồi, đã vì em bé còn bị thân thai, có nghĩa là bị Việt Nam gọi là bị dính thắng lưỡi đó, thì nó hai cái bệnh nó tự nhiên nó đến, mà cái hai cái đó là nó bị, nó liên quan đến nhau. Khi mà chị dính, bị dính thắng lưỡi á, thì làm cho em bé nó không bú được, khó bú chứ không phải là không bú được. Còn bị vàng da, nếu như mà chị không, em bé không có được chữa trị đúng á, không có hết vàng da được á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng lên đến não. Trời ơi, mình nghe xong lúc đó mình chưa biết gì hết, tự nhiên đẻ đứa con ra rồi nói gì bị ảnh hưởng đến não, rồi gì bị thân thai không bú được. Trời ơi, em khóc. Xong rồi lúc đó chưa có sữa nữa, chưa có sữa, em lên trên trên mấy cái group mẹ bỉm sữa, em xin sữa mẹ. Thì bệnh viện lại nói là sữa mẹ là phải những cái sữa mà mua từ bệnh viện mà người ta đã kiểm kiểm duyệt rồi, thành ra là tự nhiên mình bị bế tắc, mà nói giờ mình chưa có sữa ra, mình chưa có sữa mà giờ sữa ngoài cũng không cho, thì giờ phải cho nó bú sữa công thức. Để làm có một cách thì là gọi là cho nó vẫn Ngậm ôm, cho nó ngậm ti. ti, nhưng mà mình có một cái xi lanh nhỏ mình để bên cái khóe miệng của nó, mình bơm sữa công thức nó vô, có nghĩa là nó vừa nút mà mình vừa bơm nhẹ 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 vô. Mình phải ráng cho nó bú 1-2 tiếng lần, 2 tiếng lần, để nó phải đào thải cái chất mà nó gây vàng da qua bên phân. 1 tuần sau, em tên là Thọ Trần, em đang sống ở Gangro, California, và em hiện đang làm nội trợ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 32 tuổi. 32. Và có mấy cháu à? Dạ, em có một em bé 17 tháng rưỡi. Thời gian mang bầu nó diễn ra như thế nào, em có thể diễn tả cái giây phút đó cho tụi chị biết được không? Em với ông xã lấy nhau được 1 tháng, thì thực ra là em lúc đó cũng 30 tuổi rồi, thì mình cứ nghĩ giờ có con chưa, đợi rồi tuần hồi mình có con, tại mình mới vợ chồng son mà, nên thành ra là mình cũng muốn được hưởng thụ, nhưng mà mình cũng sợ mình lớn quá là mình khó có con. Thế là mình nói thôi mình cứ thả đó thì, nhưng mà mình trong đầu mình cũng muốn là có em bé. Cái sau cái hai vợ chồng có một tuần trăng mật nhỏ là đi chơi về, xong cái tự nhiên cái mình thấy là lâu quá mình không có kinh. Tự nhiên lần này cái buổi sáng mình dậy, mình thấy mình thôi, mình bữa nay mình thử thử đi, ai ngờ đâu mình thử thì nó lại lên 2 vạch. Cái đầu tiên mình thử là một cái loại khác, nó lên 2 vạch, cái mình không tin, mình lấy thêm cái nữa mà một cái que thử thai khác là lại lên 2 vạch nữa. Xong rồi mình nghĩ là cũng ở này cũng chắc chắn rồi, cái mình mới lên mình mới nói với ông xã, lúc đó là khoảng 5 giờ sáng mà ông xã cũng đang ngái ngủ. Mỗi lần là giống như mình thấy trong phim á, người ta là la lên, a ta đã được làm cha rồi này nọ, thì mình nghĩ là chắc cũng cỡ cỡ đó. Ai ngờ đâu mình lên mình nói ông xã ơi, hình như bà xã có bầu rồi á. Ô gì hả? Xong ngủ tiếp, Không ngủ tiếp. Giọng tràn Sụp trề đổ, sụp đổ á. Em hụt hẫng dễ sợ, mà cũng không phải là, cũng không có hụt hẫng đến nỗi mà mình buồn lắm, theo kiểu tại vì mình là cũng không phải là thuộc dạng tiếp lãng mạn. Xong rồi cái sáng dậy thì ảnh nói ô mình có em bé rồi hả, thôi nhưng mà mình không biết là có chắc không, thế là đi mua thêm một cái loại khác nữa về thử, thì đúng đúng là như vậy. Hai vợ chồng thì thích con gái, nhà biết nội cũng thích con gái, nên nói chung là mình mong nó là con gái lắm đó. Nhưng mà thật ra là gái hay trai gì cũng được hết, ngày mà biết tin được là con gái, trời ơi mừng ơi là mừng. Và bà nội ông nội nó, trời ơi mình phải đi ăn mừng liền, tại vì biết sao không, tại vì bên phía chồng á, bên phía ông xã toàn là con trai thôi đó, nên thành ra là thích lắm.
khoảng thời gian mang bầu thực ra em bé trong bụng á, cũng không có quấy nhiều. Mình không có bị nghén, mình không có bị mệt mỏi gì nhiều, nhưng mà mình là bị bón. Mặc dù bác sĩ cũng cho thuốc để mình uống, là coi như gọi là thuốc mềm mềm phân á. Mình hạn chế uống thuốc, mình không có muốn, tại vì dù em bé nó đang ở trong trong bụng mình mà mình uống cái gì vô thì tất nhiên nó sẽ sợ, nó sẽ có một cái tác dụng phụ gì. Thành ra là mình thấy chưa có nguy hiểm lắm thì mình không có uống. Nhưng mà đến cái hồi lúc đó em đợi, nhớ là hình như là tháng 8 là hình như là được bầu em bé là được 7 tháng rồi. Trời ơi, cái ngày đó em nói thiệt, nó nặng mà nó đau, em nó đau mà nó đau sau lưng này nè. Em đứng cũng không được, đứng thẳng gì không được. Em ngồi xuống không được, em nằm không được. Em đau đến nỗi mà em khóc ơi là khóc. Mình bị bóp mà mình phải muốn nó ra thì mình phải rặn nó. Nhưng mà mình lại sợ trong đầu mình cứ nghĩ bây giờ mình rặn lỡ em bé nó có chuyện gì làm sao, giống như là theo kiểu mình push nó ra. Mình đau quá, mình chịu không nổi. Mặc dù là mình đã uống thuốc nhưng mà nó cũng sao nó cũng chưa có tiến triển gì. Trời ơi, em sợ. Sao em gọi điện thoại cho cái chị chăm sóc bà bầu đó, em bé đó. Thì chị nói là em nên đi đến bệnh viện đi. Trời ơi, em lại khóc, em nghe xong em khóc. Trời ơi, ông xã em cũng khóc, ông cầu nguyện, ông nói chú ơi, bao nhiêu đau đớn thì để cho con gánh, chứ đừng có để bà xã con gánh. Em nói tội ủi ông xã em lắm. Thì sau đó thì nó cũng giải quyết được. Mình thì thoải mái trong lòng, nhưng mà em bé mình không biết nó có bị sao không. Tại em nằm em lên đó, em nằm em ngủ, em ngủ thì không thấy nó động đậy. Mình sợ nó có bị gì không à. Mình cứ nằm mà mình cứ trăn trở, mình đợi. Mình đợi nó đạp. Rồi nhớ em thấy nó đạp một cái nhẹ. Trời ơi, mừng. Cái lúc đó trời, em nói thì mừng ơi là mừng luôn. Trong cái quãng mà đi mà mang bầu là cái chuyện đó là cái chuyện mà làm mà mình nhớ nhất. Không, nhưng mà trong khoảng thời gian những cái tháng đầu tiên á, em có bị ngén hay là làm cho em bị khó chịu không? Ngoài cái trường hợp là em bị táo bón. Tại vì dạ không, cái ngày mà em nhớ còn nhớ là Halloween. Với lại cái ngày Thanksgiving là hai ngày đó em đi nhập viện. Tại vì trước đó nó 24 tiếng đồng hồ không thấy nó động đậy đâu hết. Vô đến nỗi bác sĩ nè, em là bác sĩ cho em uống nước lạnh. Thường thường nước lạnh em bé nó sẽ động đậy. Rồi cho cái máy gì mà nó mát mát em xoa đây cũng không động đậy luôn. Mấy tiếng đồng hồ để bác sĩ theo dõi cái nhịp tim, rồi theo dõi cái oxy của em bé. Hồi lâu cái nó mới động đậy. Theo dõi thêm một tiếng nữa rồi cho về thôi. Hai ngày đó là coi như là hai ngày ấn tượng, mà toàn chúng mấy cái ngày gọi là ngày lễ không mà ngày holiday không à. Cho nên em còn nhớ. Rồi ăn uống lúc mà mang thai cũng dễ luôn à? Hay là em không có thèm một cái món nào nhất định, mà em cũng không có ngán một món nào nhất định. Em ăn được mà không ăn được. Ngủ được nhiều hơn. Lên thao luôn. Đó, nên thành ra là ai cũng cười, ai cũng nói lọc. Tôi thấy hình như là mày nghiến chứ không phải vợ mày nghiến nữa. Dạ. Mà dòng lên ký. Rồi khi nào mới biết được cái dấu hiệu mà mình đi sanh? Em có search Google để cho biết không? Bác sĩ cho em dự sinh là ngày 28 tháng 12. Em nghĩ là ngày 28 tháng 12 là cũng còn lâu. Rồi em cũng đăng ký một cái lớp học cho những cái bà bầu trước khi sinh, sau khi sinh, rồi như thế nào. Rồi em cũng search Google, YouTube, coi kỹ càng lắm. Rồi chuẩn bị mua mì đen về làm chè mì đen ăn trong dịp dễ đẻ. Rồi nữa mua thơm, rồi uống, mua dừa. Ai ngờ đâu cái mấy cái đó em chưa kịp thực hiện gì hết là nó ra. Mới ngày 10 tháng 12 tự nhiên sáng sớm thì bà bầu ngủ không có được, mình đi tiểu cái tự nhiên mình ra máu hồng một chút xíu thôi. Một chút xíu thôi, mình nghĩ cũng có gì, chẳng có đau chẳng có gì hết, tại vì quá sớm. Ông cứ sợ, nói thôi hai vợ chồng dắt díu nhau đi lên bệnh viện thôi, giờ mình lên trong tâm thế là mình lên mình kiểm tra không có gì thì mình về. Bây giờ này làm gì đẻ như trước đi 17 ngày luôn, người ta đẻ trước 1 tuần rồi thôi chứ. Mình cũng nghĩ vậy, ai ngờ đi lên trên đó thì bác sĩ kiểm tra nó là em cũng chưa có dấu hiệu sinh gì hết á. Nằm nó đến 3-4 giờ chiều thì bác sĩ vô, bác sĩ mới nói là em bé này giờ nó không chịu move nữa, có lẽ là nó không thích ở trong nữa rồi, thôi bây giờ mình phải cho nó ra thôi, bắt buộc cho nó ra để nó an toàn. Trời ơi, em nghe xong cái em quay lại lúc đó em khóc quá trời khóc luôn, tại vì giống như hả là mình chưa sẵn sàng, cái tự nhiên giờ đùng cái nó mình đẻ mà mình cũng sợ đau nữa.
9 giờ tối là bác sĩ cho chích thuốc kích sinh tiêm vô, thì mình lúc đó là cho ăn bữa ăn cuối cùng. Ôi nghe quá. Trước đó là cho ăn bữa ăn cuối cùng trước khi sinh, tại vì cái trong quá trình đó là mình không được ăn nữa. 2 giờ sáng là nó bắt đầu nở, tự nhiên nó đau, nó lên cơn gờ, nó đau, thì bác sĩ check, thì bác sĩ nói là 2 phân. Xong mình cũng chịu đựng, ráng chịu đựng, cứ xoay qua xoay lại, đau quá. Thôi cho bà xã chích epidural đi, thuốc giảm đau đi. Người ta chích thuốc giảm đau nó last 6 tiếng gì đó, 4 đến 6 tiếng. Mình mới có 2 tiếng rưỡi à, là tự nhiên nó hết. Mình chưa kịp đẻ. Chưa có đẻ, chưa có nở xong. Coi như là tiếp ứng thuốc rất là nhanh luôn á. 4:30, 5 giờ là bác sĩ cho thêm liều nữa. Mình chích vô mình thấy mình thoải mái nữa, nên thành ra mình cứ nói bác sĩ chích đi. 8 giờ là được 9:30 rồi á. Là tự mình thấy bác sĩ giống như là mình như mở cờ trong bụng. Ô me, mình nói trời chắc là sắp đẻ rồi, chắc hết đau rồi, cố lên. Xong bác sĩ nói bây giờ em bé nó nằm ở trên, mặc dù là nở 9:30 rồi, sắp đẻ được rồi, nhưng mà nó nằm ở trên, nó không có xuống cái chỗ xương chậu của mình. Từ đó cho đến 1 giờ, anh nói em không chịu đựng được ông xã ơi, thôi em vừa khóc mà vừa níu tay mà vừa rặn, vừa nói chung là em nửa muốn đẻ thường mà nửa mà không thể chịu đựng được. Em nói thôi cho bà xã mổ đi, ông xã ơi, khóc quá trời khóc. Bác sĩ nói ráng lên, mới mà ráng gì được nữa, ta từ 8 giờ cho đến 1 giờ là coi như 5 tiếng đồng hồ. Cái nước ối nó đã vỡ ra rồi chưa? Là rồi đúng không? Mà đứa nhỏ vẫn còn ở trong không, đó thì không có nước ối. Ôi, chưa ra luôn. Ủa, tại vì phải bấm cái nước ối nữa mà. Cái đó em không biết. Ôi, sao trường hợp em chưa xuống thì chắc là nước ối chưa vỡ đâu. Không, tại vì nó chưa xuống mà chị. Đang còn phiêu du ở trong. Có nghĩa giống như là mình đang tự mình lấy cái lực mình đẩy nó lần lần giống như mình rặn để nhưng mình đẩy. Nhưng mà em có nói với bác sĩ là em ra một cái giọt máu hồng hay có là chứ. Cái gì không? Có chứ, bác sĩ biết, bác sĩ vô check em là con. Trời ơi, chứ chị thấy em nằm lâu quá mà cứ rặn hoài. Trời, em nói thiệt quá lâu luôn. Em rặn đến 1:30, bác sĩ nói bây giờ là lần cuối cùng nha. Lấy hết sức của mình rặn luôn. Sau em nhắm mắt lại, em rặn một cái, trời ơi, giống như là xong. Lúc đó tự nhiên em không biết trăng sao gì nó đen thui lùi trong đầu em vậy. Lúc mà em mở mắt ra là em bé nó đã, bác sĩ đưa lên rồi. Trời ơi, em không có thấy, em lúc không nghe được tiếng khóc lúc vào đời của nó. Bác sĩ đưa lên rồi nói ông xã em là tôi đây, cắt dây rốn. Rồi còn kêu chụp hình selfie đi, cắt dây rốn. Thì lúc đó là em mới biết là em bé nó ra rồi. Khi mà thấy con mình là bao nhiêu nỗi đau là nó sẽ tan biến hết. Nhưng mà đối với em, trời em đau quá trời chị ơi. Em để em bé nó đặt lên trên ngực vậy nè, mà em nhìn con á, em khóc, em vui lắm, nhưng mà em cũng khóc theo kiểu em đau nữa. Bác sĩ ở dưới khâu từng mũi mà em thấy nó sụp soạt, mà em đau. Vậy là cuối cùng là mẹ tròn con vuông. Rồi khi ở bao lâu thì mới về tới nhà được? 3 ngày thì về nhà đó. Về đến nhà và mấy đứa bạn em nó nhắn, bà ở trong bệnh viện thì bà như ráng nhìn trôi đi, bà về nhà nó khác liền. Bà ráng đi, nhờ mấy cô y tá xem chăm giùm con, ráng ngủ đi. Xong mình nghĩ trời ơi, con mình mới đẻ ra mà mình phải nâng niu nó chứ, mình nhìn nó mình cười mình vui, mình đang vui mà mình kêu mình ngủ gì mà ngủ được. Xong cái giờ về nhà mình mới vỡ lẽ ra, nó bước qua một cái giai đoạn khác. Đầu bù tóc rối chăm con, trở thành một con người khác liền hả? Trời, em nói cái tháng đầu tiên của là đối với 2 vợ chồng em, nó giống như là một cái khủng hoảng. Nó rất là khủng hoảng, tại vì chỉ có 2 vợ chồng em là chăm con, không có phụ, không ai. Không có ai. Qua ngày hôm sau, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, bác sĩ nói nhá, em bé bị bệnh vàng da. Rồi đã vì em bé còn bị thông thai, có nghĩa là bị Việt Nam gọi là bị dính thắng lưỡi. Đó, thì nó hai cái bệnh đó tự nhiên nó đến, mà cái hai cái đó là nó bị, nó liên quan đến nhau. Khi mà chị bị dính thắng lưỡi á, thì làm cho em bé nó không bú được. Khó bú chứ không phải là không bú được. Còn bị vàng da, nếu như mà chị không, em bé không có được chữa trị đúng á, không có hết vàng da được á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng lên đến não. Trời ơi, mình nghe xong lúc đó mình chưa biết gì hết, tự nhiên đẻ đứa con ra rồi nói gì bị ảnh hưởng đến não, rồi bị thông thai không bú được. Trời ơi, em khóc xong rồi lúc đó cũng chưa có sữa nữa,
chưa có sữa. Em lên trên mấy cái group mẹ bỉm sữa, em xin sữa mẹ. Thì bệnh viện lại nói là sữa mẹ là phải những cái sữa mà mua từ bệnh viện mà người ta đã kiểm duyệt rồi. Thành ra là tự nhiên mình bị bế tắc. Mình nói giờ mình chưa có sữa ra, mình chưa có sữa. Mà giờ sữa ngoài cũng không cho, thì giờ phải cho nó bú sữa công thức. Thế là có một cách là gọi là cho nó vẫn ngậm ôm cho ti. Nó ngậm ti. Nhưng mà mình có một cái xi lanh. Cái xi lanh nhỏ mình để bên cái khóe miệng của nó mà. Mình bơm sữa công thức nó vô. Có nghĩa là nó vừa nút mà mình vừa bơm nhẹ vô. Mình phải ráng cho nó bú 2 tiếng lần để nó phải đào thải cái chất mà nó gây vàng da qua bên phân. Một tuần sau em thấy nó da nó vẫn vàng, nó càng vàng hơn nữa. Nhưng mà có lên cân hay là như thế nào không? Hay là vẫn xuống cân. Đi khám bác sĩ nó lại bị xuống cân. Mới đầu nó đẻ ra là 6 pound 14 ounce. Cái lần đi khám bác sĩ xong nó còn có 5 pound mấy à. Người ta là đẻ xong là người ta phải lên. Đúng rồi. Cái tự nhiên nó xuống. Ngực mình thì đau mà nó bú là nó cũng không có bú được, nó cứ nhả ra ngậm vô. Đó. Em nói hả? Cái thời điểm đó mà đã vậy em còn bị tắc ti sữa. Hồi trước sốt tất cả mọi thứ mà không biết cái vụ tắc ti sữa. Tự nhiên nó sốt, tự nhiên nó ông xã, tự nhiên bà xã sốt và bà xã mệt quá. Rồi nó đè, khi mình tắc ti sữa nó đè nặng. Ở trên đau, ở dưới vẫn còn đau. Em bé thì khóc vì bệnh rồi này nọ. Chị biết không, cái lúc đó em nói thiệt. Tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua, cái tự nhiên mình giống như nó là mình nhìn em bé nó khóc, mình nghĩ là tại nó ra đời mà em sẽ phải khổ, nó không khổ nữa. Sao mình cứ một cái ý nghĩ thoáng qua đầu là hay do mình chết đi, nó chết rồi mình chết, đỡ không ai khổ hết á. Xong rồi cái mình nghĩ vậy, nhưng mà mình vẫn như là tâm lý mình vẫn mạnh mẽ, mình gạt nó qua, mình không nghĩ bậy bạ quá. Nhưng mà mỗi ngày nó cứ mệt quá. Xong đến lúc, nhưng mà em học giống ông lòng, em không nói ông xã em biết, giống trong lòng á. Xong rồi ông nói cho ông xã em biết thì xong đến lúc mà em chịu không nổi nữa. Nói gì không nổi nữa. Em mới nói cho bà xã ơi, bà xã mệt quá à. Giờ bà xã quá mệt luôn á. Bây giờ sao chỗ bà xã cũng sợ. Chạy tới ông ôm, mai vợ chồng khóc quá trời. Xong rồi thôi bây giờ cố gắng đi. Tình cờ em đọc một cái câu chuyện, một cái bài về là em bé không bao giờ là sẽ thương bằng nước hai nữa. Xong em đọc cái bài đó, xong em thấy cũng tội nó. Tại có nghĩa là khi nó ra đời nó cũng biết thế giới này nó cũng lạ lạ đối với con. Người phụ nữ nào cũng sẽ rơi vào một cái giai đoạn là bị trầm cảm. Vì em cũng đã rơi vô cái giai đoạn đó và nghĩ tới cái chuyện mà chết. Em có đi tìm hiểu không? Hay là cứ phải ngồi ôm con khóc rồi suy nghĩ em một thì... cách rất là tiêu cực? Mình tại lúc trước giờ em không bao giờ em nghĩ em sẽ bị trầm cảm. Nên thành ra lúc mà xưa mẹ em nói là thôi để xin để cho mẹ đi qua bên đó mẹ chăm. Nói thôi con với chồng con được mà, đây ai cũng ai chăm con cũng được, mình cũng vậy, mình con mẹ cũng thấy con cũng mạnh mẽ. Có gì đâu mà mẹ phải lo. Mình không hề nghĩ là mình sẽ bị như vậy luôn á. Em có một cô bạn thân, chung là em tâm sự với ông xã em, rồi em tâm sự với cô bạn đó, rồi một số chị trong cái group bỉm sữa mà trong nhà thờ của em á, em có bị gì là em nói liền. Có nghĩa là em không có để trong lòng. Người này tới qua thăm, người kia qua thăm, xong rồi khuyên mình cái này, khuyên mình cái kia. Mình cảm thấy là những cái suy nghĩ đó của mình là nó tích cực hơn tí đúng không? Nó tích cực hơn, mình không có nghĩ đến những chuyện kia nữa. Như thì kiểu mình bị stress, mình bị trầm cảm là cũng do một phần là do không gian đó chị. Không gian mình không có bức bách. Bị bốn bức tường mà cái thời điểm đó là tháng 12 lạnh lẽo. Không có một ánh nắng thì không có nhiều. Trời em nói buồn hả?
ít nữa. Bây giờ đứa nhỏ 17 tháng rồi thì chị nghĩ là em cũng phải vượt qua được rồi đúng không? Dạ, nói chung là vượt qua được rồi nữa. Đến sau khoảng 4 tháng, 5 tháng á, là em nó cũng trở về lại bình thường lại. Rồi ăn uống của bé như thế nào? Đã ăn dặm chưa? Dạ, bây giờ ăn thì cũng ăn dặm được rồi. Ăn thô thì tốt nhưng mà nó không chịu ăn. Nói chung là mình cũng muốn là cho nó là có quy tắc bàn ăn một chút. Ngồi nó ăn như con người ta ngồi ăn, người lớn á. Người ta cứ quan trọng là em bé phải ăn được. Chứ không có phải quy tắc quy gì hết á. Mình quyết tâm là cho nó ăn, cho tạo thói quen cho nó tốt. Em cũng thử luôn. Cho nó đi bọng đi nó cũng đâu có ăn được nhiều đâu. Mà mệt mình nữa. Mệt mình. Tạo thành một cái thói quen xấu. Đúng rồi. Rồi như vậy thì có bị gây tranh cãi không? Ba má chồng rồi. Nhất là chồng mình đó. Cạnh bên không. Cạnh. Chồng em là coi như ổng theo phe em mà. Ôi vậy hả? Cảm ơn em. Nên nói chung là dung hòa thôi. Bằng cách là mỗi lần trai bé ăn nó thôi. Ông bà nội về. Ông bà nội đi về đi. Em ơi, để. Em có sợ là sau chương trình này là ông bà nội mà biết hết là thôi ông bà nội đi về đi là đứng lén nhìn coi cho con ăn như thế nào. Không, nhưng mà ông bà nội mới đầu cũng nhìn mỗi mà mỗi lần nhìn là nó là bé em nó khôn lắm. Nhìn là nó không ăn. Cháu 17 tháng mà biết vậy luôn đó hả? Là một tuổi mấy mà biết. Nó khôn chị ơi. Nên thành ra là thôi mình cứ để cho nó ăn theo cách vui vẻ, nó ăn nó vui vẻ, mình cũng vui vẻ, mình không bị stress. Lúc đầu năm em có về Việt Nam thì cứ ông bà ngoại nhìn vô trời sao nó nhỏ vậy. Quở không? Cái gì cũng nhỏ xíu à. Em căng thẳng đến nỗi mà em hỏi bác sĩ ơi bây giờ sao bác sĩ sao nó nhỏ quá, ai cũng nói em căng thẳng quá bác sĩ, xong bác sĩ mới quát. Hai vợ chồng vô đây. Cân đo hai vợ chồng. Xong hai vợ chồng như vậy mà đòi con bự sao được. Cứ con khỏe với lại phát triển bình thường là ok rồi, mình đừng có đặt nặng quá về cái chuyện cân nặng. Tại vì em thì cũng không có đặt nặng. Nhưng mà tự nhiên riết bị gọi là tác động á, bị tác động. Rồi còn về chuyện sức khỏe với lại cái ngoại hình của mình á, sau khi sinh thì có gì thay đổi không? Mà em bé lúc mà khoảng 3 tháng là nó sổ sữa rồi là nó tròn, nó bụ bẩm, nó chất bì lắm mà nó nặng. Mà mình thì lúc đó mình cũng còn yếu, mà đợt đó nó đau lưng nó sợ luôn, không biết là phải là do là mình chích thuốc giảm đau sống lưng không, mà nó đau đến nỗi mà mình đứng dậy nó đau là đau luôn, phải cho con bú là mình phải ngồi mình còng xuống như này. Cũng có thể là điều đó nó làm cho cái sống lưng của mình cũng là tứ đau. Khoảng 3 tháng á, trời lúc đó nó đau gì hết, sợ đau luôn, nó đau đến nỗi mà em xuống em bồng em bé từ cái nôi lên mà nó đau nó khụp xuống như vậy nè. Cái em bồng nó lên em leo lên giường cái tự nhiên cái lưng nó sụm cái, trời ơi lúc đó đau quá đau, tự nhiên em bị thả tay ra em bé rớt xuống cái giường. May là cái giường nệm thì nó cũng đỡ, nhưng mà nó rớt từ nó trên xuống dưới nè, mà cũng may quá trời ơi, lúc đó em khóc quá trời khóc, nó trời ơi, không biết là nó có bị gì không, tại nó mới có 3 tháng thôi, không biết lỡ xuống cái đầu nó bị gì nữa, xuống thì nó cũng không bị gì hết, nó hơi khóc chút xíu thôi, không bị gì hết. Cái chuyện vợ chồng đó có bị giống như là nó tụt mút đi không hay là nó vẫn... Ông xã em á, thì ổng được cái là tại vì ổng thương mình. Em đẻ em rặn 5 tiếng rưỡi, nên thành ra là em bị kỹ nè. Rồi cái chỗ đó nó cũng lâu lành nè. Nhưng mà cái đó đốt được mà. Đốt mà em đi bác sĩ lại nói là mình nên xuất thuốc thôi, mình đừng có đốt. Mình đốt là tại vì cái da mà nó có độ đàn hồi. Mình đốt nó cũng, nó sẽ tạo ra. Tái tạo. Nó tái tạo nhưng mà nó sẽ không giống như ban đầu. Thế là bác sĩ nó đừng đốt. Thì thành ra là nó khó trong chuyện đó. Nhưng mà tại ông xã em cũng chẳng đòi hỏi chị. Tại vì anh biết mình đâu. Vậy là một phần vậy biết sao không? Một đứa là ổng sợ rồi. Chăm sợ quá. Đó nên thành ra là hai vợ chồng em cũng thoải mái về cái chuyện đó lắm. Ông xã mình tính tình của ảnh hiền. Với lại ảnh cũng biết mình đâu. Trong quá trình mình sinh đẻ, ông xã ở từ đầu đến cuối. Thật sự luôn á, có một cái người đồng hành, đã là đồng hành với mình là cả cuộc đời rồi mà còn đồng hành với mình chăm con luôn. Em có muốn nhắn gửi gì đến với ông xã hay không? Cũng sắp đến ngày của cha rồi. Thì cũng qua chương trình này á, thì bà xã muốn nhắn gửi đến ông xã là bà xã với nè. Cảm ơn ông xã nhiều. Mà ông xã luôn quan tâm, luôn yêu thương, và luôn chia sẻ với bà xã mọi điều. Mong ông xã là luôn duy trì và phát huy. Bà xã với lại Na là thương ông xã lắm.
rồi em có muốn nói gì đến với cô gái bé bỏng thiên thần của em không? Để sau này khi mà bé coi lại thì bé sẽ thấy được là quá trình mà bé được ra đời là cả một cái vấn đề. Hi Anna, mommy muốn nhắn với con là sau này mà mommy chỉ mong con á, lớn lên ngoan ngoãn. Cái quá trình sinh con nó cũng có khó khăn, nuôi dạy con nó cũng có một chút khó khăn. Nhưng mà mommy với daddy biết là con cũng đã cố gắng rất là nhiều. Mong con cứ mỗi ngày đều vui vẻ, khỏe mạnh. Sau này lớn lên lấy được một người chồng giống như là daddy bây giờ. Có thể nói là qua chương trình này thì chồng em cũng như là bé và gia đình bên chồng sẽ hiểu em nhiều hơn, thương em nhiều hơn.